Chào mọi người, chào các anh chị em Phật sĩ nha. Hôm nay ngày cuối tuần, vẫn còn dư âm của ngày Chủ nhật ha. Ở anh chị em nào có đang nhậu thì mời chơi bia Heineken ha. Nhậu chơi cho vui, cho tinh thần thêm phấn chấn ha. Sức khỏe dồi dào, trí tuệ vô biên. Một số em cháu nhờ mình làm cái video coi chơi cho vui về cái mấy cái ống nhòm cổ. Thì ống nhòm cũng là một trong hàng trăm số mà mình cũng collection ha, tức là mình chơi cũng trong cái nhóm đồ cổ. Thì mình lấy có vài cái ra đây để trưng bày đây làm video thôi, tại phải nói gần cái camera để cho nghe cho rõ đó, thì zoom lại nó gần gần cho nên là để mấy cái trên bàn là thấy chật chỗ rồi. Ống dòm thì thường thì không phải những chỉ có ống dòm thôi mà tất cả hầu như là các loại những cái món đồ mà sản xuất ra từ những cái nước quốc gia mà giàu mạnh đó, những quốc gia văn minh đó, thì tất cả hầu như là những cái món đồ đó đều là có giá trị và chất lượng khi sử dụng. Thì nếu mà mình biết chơi đồ thì mình chỉ lựa chơi những cái món đồ của những cái quốc gia mà văn minh nổi tiếng đó ha, hùng mạnh đó thôi, thì mình kiếm tiền được, mình chơi được. Chứ còn mà mình chơi lung tung lang tang hầu như là mấy cái nước mà nhỏ nhỏ không có văn minh đó, mấy cái nước đó thì không có cái đồ gì có giá trị đâu ha. Thì nói về Nhật, Nhật thì đồ điện tử hoặc là những món đồ khác thì Nhật cũng là một trong những nước mà chỉ có một thôi, duy nhất Đông Nam Á thì chỉ có mình nước Nhật thôi là mình thấy hàng ok. Về điện tử hoặc là những cái đồ, bất cứ cái đồ gì thì ngoài những nước khác thì chỉ có Nhật. Chứ còn ngoài Nhật ra thì ở vùng Đông Nam Á không có nước nào làm cái gì được hết. Làm ba cái đồ nó không có chất lượng cũng không có giá trị. Thì ở đây là những cái món đồ ít nhất là từ Nhật ha. Xem cho quay cho số em cháu coi mấy cái ống nhòm. Thì ống nhòm thì thường nó cũng có hai loại. Một loại là để cho những cái người mình tiêu dùng ở nhà ha, tức là mình cho những người dân thường đó, dân sự đó xài. Còn có những cái món đồ đặc biệt y như vậy nhưng mà lại làm cho quân đội xài. Thì cái chất lượng và cái kỹ thuật đó, làm về cho quân đội đó, thì nó đặc biệt hơn. Về quân đội thì bao giờ cũng đặc biệt, chất lượng hơn và đẹp đẽ hơn và nói chung là ngon lành hơn ha. Ví dụ như đồ mà dân dụng á, thì chất lượng khoảng chừng 6 hoặc là 7, nhưng mà chất lượng làm cho quân sự đó, đồ của Bộ Quốc phòng đó, thì nó tới 10. Đại khái nó vậy. Thì mình nếu mà để ý chút thì mình chơi mấy cái món đồ mà nó liên quan tới của Bộ Quốc phòng, đồ của bên Army đồ này kia đó. Đó thì mấy món đồ nó rất là ngon ha. Rồi. Đây là cái ống nhòm hiệu Empire 8x40. Đây mình quay vô kiến thì nó camera nó full cạch không có đấy. Này nhìn từ 472 feet, tức là tương đương khoảng chừng 1.000 gia ha, 1.000 gia là một cây số, 1.000 thước đó, 1.000 thước là một cây số. Mấy cái này mình chỉ có biết là cổ rồi mình chơi thôi ha, chứ còn không có nhớ rõ đời đời nào ha, tại vì nhiều thứ quá. Nhiều thứ quá nhớ không nổi, để cho cái bộ nhớ của mình nó nhớ cái chuyện khác. Đây.
Đa phần mấy cái hàng trung bình thường này là nó hàng của Nhật ha. Phụ cả thế không? Japan. Mấy này tính ra thì nó cũng khoảng chừng 20 mấy 30 năm trở về trước thôi. Cũng không cổ lắm. Thường là của quân đội làm thì nó hay có những cái màu ha, màu như màu áo lính đồ này kia đó, màu xanh của quân đội đó. À, thì nó có cái màu gì. Nhưng mà cũng coi chừng ha, sau này cái hàng của Trung Cộng nó nhái nhiều lắm. Nó nhái đồ của Army hay này kia rồi đó, thì nói chung là cái đồ của China là đồ dởm mà. Mình nếu mà chơi mấy cái này thì đừng có, nói chung là đồ của China thì đừng chơi. Thấy cái chữ China là tránh ra, mà người ta cho mình thì cũng được, cũng đừng có lấy. Để mấy cái hàng đó dởm, lấy cũng để chật chỗ chứ làm cái gì. Cái này mình là từ từ, mấy cái đồ của China thì hồi xưa mình chưa chơi vô cái giới này đó thì mình cũng có xài một số đồ China, nhưng mà sau này bắt đầu từ từ là mình đem mình quăng hết ha, đập bỏ hết, bỏ rác hết. Nào mà có chữ China là không có chơi. Hồi đó thì chỉ chơi nhiều cái máy móc đồ này kia thì mua đồ bắt buộc phải mua thôi, tại vì mấy món đó nó của Mỹ nó không có nữa. Đó. Nhưng mà sau này thì mấy đồ chai nào là mình từ từ mình quăng hết, kèm búa, đục, cưa, rửa đồ này kia, nói chung đồ chai nào không có xài. Nhất là xài nó nguy hiểm cho mình, ví dụ mình cái khóa hoặc mở lết thì mình ráng mình dặn con ốc á, ráng dặn cho mạnh cái là nó bung ra luôn. Con ốc thì chưa ra nhưng mà xúc luôn cái mở lết là mình, cái tay mình hoặc là cả người mình đập vô trong tường hoặc là đập xuống dưới đá mà mình cũng chết về những cái đồ Trung Quốc ha. Những đồ dởm chưa nói là tới những cái đồ thức ăn thức uống đồ này kia là toàn là độc không. Để chơi cái này hàng của lính ha. Cái này thì mình nghĩ có trước năm 1920 khoảng thời đó đó. Mấy cái ở trong nó làm mấy cái da nè, bọc da giờ tróc hết nữa ha. Này là quá cổ luôn. Cái này tìm hàng này thì hơi hiếm đó. Có nhiều cái chữ nó nhỏ quá mà mình đọc không ra luôn, phải lấy cái ống nhòm nhỏ để mà coi. Cái này thì mình nghi hình như là của Pháp thì phải, tại mình có mấy cái tương tương tự như vậy nè, có cái của Pháp, có cái của Nga mà mình không nhớ cái này. Nói chung cái thời đó nó làm cũng hầu như là các nước nó làm cũng hơi hơi giống 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 nhau đó. Những cái món đồ nếu mà mình để ý mình thấy đó, ví dụ cái thời đó nó ra thì loa cũng loa giống giống, rồi âm ly cũng âm ly giống giống, nói chung là nó cạnh tranh nhau đó, nó ra từng đời cũng tương tự với nhau nhiều lắm. Đó, Mỹ, Nga, đồ này kia. Có cái chữ nhỏ nhỏ mình coi đâu không biết. Này mà nó để tiếng Anh gì thì mình nghĩ là của này của Mỹ rồi. Nghĩ của Mỹ rồi. Bữa có cái kia hình để tiếng Pháp rồi. Này để Army and Navy là của Mỹ rồi. Thời của nó cái hợp hợp da nè ha, dây da mà nó da mà da thiệt mà nó nứt nẻ ha, nứt nẻ muốn muốn nát luôn ha. Này thì quá cổ rồi. Này nè, coi cái này đặc biệt nữa nè. Anh chị bao giờ có thấy cái ống nhòm hình con ruồi không? Cái nút bằng con ruồi ha.
Cái này nó tương đối cũng theo cái kiểu làm cũng giống như cái hồi nãy ha. Cũng cổ cái thời đó là nó bọc cái da ở bên bên ngoài. Mấy cái nhắm này thì nhỏ thôi, mấy cái nhỏ mình quay quay cái này để nó zoom xa, zoom lại gần đó. Thấy không? Lens set, 12 lens set. Cái hàng chữ ở đây mình phải rọi kiến mình mới thấy nè. Mình cứ rọi sát kiến mới thấy, chứ còn bình thường mắt mình nhìn không thấy nổi đâu. Cái chữ nó rất ư là nhỏ luôn. Đó, mà nó lại mờ nữa. Rồi ha. Cái hộp của nó nè. Mỗi lần đi Việt Nam chơi mình hay mang ba bốn cái về bên về bên Việt Nam đi biển tắm, là mấy anh chàng cứ qua muốn coi muốn nhìn thử trong ống dòm nó làm sao, cứ nhìn mấy em mặc bikini tắm ngoài biển xa, ngồi trên bờ nhìn ra, tại cái mấy ống dòm này thì trung bình nó nhìn là khoảng 1 cây số không à, nó rọi một phát vô là nó nằm ngay trước mắt mình đó. Để vô rồi một phát là từ xa cái cây số là nó nằm ngay trước mắt mình luôn, nhìn thấy từng cọng tóc ha, từng cọng tóc. Cho nên là mấy mấy thằng bạn mình nó cứ lúc nào nó cũng dành nó coi nó xong rồi nó xin, xong rồi thằng nào đứa nào cũng xin hết. Mình mỗi lần về đem mấy cái rồi mấy cái ống nhòm, mấy cái điện thoại cầm tay, rồi mấy cái kính mát, rồi mấy cái đồng hồ, mấy cái hộp quẹt Sipo. À, đứa nào mà chơi thân thân một chút với lại hay đi chơi mình thì mình tặng, hoặc là có những người đặc biệt á, mình tặng vài món chơi cho vui, thì khi nào mình về mình cũng hay mang theo về tặng cho các anh chị em chơi gì đó. Rồi thì video tới đây là hết nha. Làm cái video chỉ vài món thôi, cho trả lời cho một số em cháu muốn coi về mấy ống dòm ha. Đó, thì ống dòm thì nói chung nó cũng nhiều kiểu nhiều dạng lắm, mà mình nếu muốn chơi ống dòm mà chơi kiểu kinh doanh đó thì trừ mấy cái hàng mà không có tên tuổi ha, từ Nhật trở lên ha, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Úc. Đó, là những cái nước đó, là những Ý đó, là những cái nước đó, là những cái nước hầu như tất cả các món đồ nào thì các anh chị em chơi cũng đều có giá trị hết và buôn bán được có lời ha. Còn những cái món của mấy cái nước khác lung tung lang tàng không có tên trong cái danh sách đó đó thì miễn bàn ha, mình đừng có nên chơi mấy món đó. Mấy món đó nói chung thì chơi cho vui, giống như một cái bộ để sưu tầm thôi, chứ còn mà tính ra mà bán ra ngoài để kinh doanh hoặc là buôn bán ra ngoài cho những cái người khác có cái giới mà chơi sưu tầm đặc biệt đồ thì mấy món đó không bán được. Ví dụ các anh chị em có thể chơi giúp Lào Việt Nam đi, thấy không? Đó, ví dụ mình làm bộ sưu tập giúp Lào, giúp tổ ong, rồi giúp lê, giúp gì đó, guốc đồ này kia của Việt Nam đi đó, ví dụ như vậy thì thích chơi chơi thôi đúng không? Chơi cho vui cũng được, nhưng mà bán ra ai mua đâu. Đó, thành ra là mình cũng khuyên một số em cháu ha, chơi mình lựa những cái món đồ chơi có giá trị thì mình chơi, thứ nhất là đã ha, đã trong con mắt của mình, mà đã trong con mắt của những bạn bè mình hoặc là tất cả những cái người khác nhìn vô cái món đồ đó là họ biết nó có giá trị, rồi mình buôn bán nó cũng được ha, thay vì giống như một cái ống nhòm gì mình mua 7 đô ha, 7 đô nhưng mà mình bán ra là 80, 75, 70, 75, 80 đô. Đó,
Còn như cái cỡ mà cái như cái này là mình bán 130 nè, ống dòm nhỏ này nè ha, tại tùy theo cái giá trị của nó thôi, 130. Còn như cái ống dòm này mình bán 300 ha. Đó, nói chung là cũng càng cổ, những món đồ nào càng cổ càng hiếm, càng sản xuất từ những cái nước mà văn minh đó, mình như mình nói nãy đó, có chỉ vài nước đó đó. Đó. Thì là mình bán có giá trị mà dễ bán nữa. Còn tất cả những cái đồ khác thì bán không được đâu, không ai mua đâu. Ừ. Mất công thời gian của mình nữa ha. Rồi, video tới đây là hết nha. Chào hết mọi người nha. Bye bye, ai còn không? Vô miếng nha. Bye bye.